My dear friends, a famous Catholic writer had a dream that it was the end of time, the last day of the world. Billions and billions of people were assembled on the great plain before the throne of God, waiting to be judged. Some were fearful, but others were angry, truly angry. A woman said, "How can God judge us? What does he know about suffering? We endure terror, beating, torture, death, famine." Then she pulled up her sleeve to show a tattooed number from a German Nazi concentration camp on her arm. Then a black man lowered his collar and saw an ugly rope burned around his neck. "What about this?" he asked. "Lynched for no crime but being black. We have suffocated in slave ships, been wrenched from loved ones, toyed till only death gave us release. Why?" And next, a young girl with the word "illegitimate" stamped on her forehead said, "To endure my stigma was beyond, and her voice trailed off to be taken up by others. On had a complaint against God for the evil and the suffering he had permitted during their lives on earth. How lucky God was to live in heaven, where on was sweetness and light and happiness, where there was no weeping, no fear, no hunger, no hatred. What did God know about human suffering? He knows nothing." Then they decided that God should be sentenced to live on earth as a man, an ordinary man. But because he was God, they would set a certain safeguard to be sure he could not use his divine power to help himself. The first precaution: let him be born a Jew, and let the legitimacy of his birth be doubted, so that no one will know who is really his father. Give him a work so difficult that even his family will think he is out of his mind when he tries to do his work. Let him be betrayed by his dearest friend. Let him be indicted on false charge, tried before a prejudiced jury, and sentenced to death. At last, let him see what it means to be terribly alone on the cross, completely abandoned by his Father, but by every living creature. Let him be tortured and mocked. Then let him die. Let him die so that there can be no doubt he died. Let there be a great host of witnesses to verify it. As each portion of the sentence was announced, loud murmurs of approval went up from the great throng of people assembled there. When they had finished pronouncing sentence, a long silence ensued. No one uttered a word, no one moved, for suddenly all knew God had already served his sentence. Our God came to live among us like an ordinary man. But God put God on trial, if you will. You can kill him. Shake your fist at him. Spit in his face. Scourge him. And finally, crucify him. Kill him. What does it matter? It's already been done to him. We have just heard his sentence
in the gospel. It is a great comfort to us to know that Jesus Christ, the innocent and sinless one, has gone down the road of suffering before us and gone down it to the end. On the cross, he gathered all human pain and made it his own. Though we know that the road of suffering is narrow and difficult, it is not the same since Jesus traveled it. A bright light illuminates, and even though it leads to Calvary, it doesn't end there. It ends at Easter. Those who link their suffering to those of Christ become a source of blessings for others and for themselves, and will share Christ's Easter glory and eternal glory. Kính thưa cha và quý cộng đoàn, câu chuyện xưa lắm rồi, tôi kể lại về chết thay cho người khác. Có một môn đệ của một vị đạo sĩ kia muốn từ bỏ thế gian để đi theo vị đạo sĩ, nhưng anh ta quyến luyến gia đình và bảo rằng vợ con tôi quá thương tôi, quá cần tôi, nên họ không nỡ nào để tôi thoát ly để đi theo thầy. Nghe nói thế, ông đạo sĩ muốn cho anh ta biết sự thật ra sao, nên dạy cho anh ta một kỹ thuật để tập chết giả y như thật vậy. Sau một thời gian học tập, thuần phục và anh ta có thể giả chết như thật. Vị đạo sĩ bảo anh ta hãy áp dụng kỹ thuật này khi về đến nhà. Quả thật, anh ta đã thực hành bài đã học một cách rất tuyệt hảo. Nhắm mắt, xuôi tay, hơi thở giảm dần, tim như ngừng đập. Nhưng anh vẫn còn nghe mọi người, nghe tiếng khóc than của vợ con, của thân nhân, bạn bè. Ngày hôm sau, vị đạo sĩ đến để phân ưu cùng thân bằng gia quyến. Sau những giây phút trầm lặng tưởng niệm người chết, ông nghiêm nghị bảo thân nhân đang đứng khóc, cả người vợ và mấy người con rằng: tôi có một bí quyết có thể cứu người này sống lại nếu có ai sẵn sàng chết thay cho anh ta. Ai thì tôi sẽ làm người đó chết và cho người này sống lại. Im lặng, không ai muốn chết thế cho người đó. Cái người giả chết nghe rất rõ, không ai trả lời tình nguyện cả. Mọi người đều có lý do để biện minh mình cần phải sống. Thôi chuyện đã rồi, chồng tôi đã chết, hãy để anh ấy nghỉ yên. Bố tôi cũng đã ra đi rồi, thôi để chúng tôi sống để nuôi mẹ, vân vân và vân vân. Càng ngạc nhiên hơn khi người vợ thiết nghĩa nhất đã nói những câu: tôi không thể chết thế cho ông, chúng tôi cần sống để nuôi gia đình. Câu chuyện trên đây có thể xảy ra ở bất cứ nơi đâu và trong bất kỳ gia đình nào. Theo sự suy luận thông thường thì chúng ta phải công nhận rằng người vợ và thân nhân của anh chàng giả chết có cái lý và không ai trách được. Nhưng triết gia Pascal người Pháp có lý khi nhận định rằng con tim yêu thương thật lòng sẽ có những điên rồ của nó mà lý trí không thể giải thích được. Đó là lý lẽ của con tim trong người của Đức cha Cassel ở Zurich, chết trong trại cùi khi Ngài có thể hồi hương về sống an nhàn bên Pháp. Đó là cái lý lẽ của con tim của cha Damien đã chết ở quần đảo người cùi Molokai. Đó là lý tưởng của Maximilian Kolbe, dám bước ra chết thế cho một vị trung sĩ người Hòa Lan sắp bị đem đi tử hình. Và còn nhiều người như vậy. Đó là một ông Giê-xu dám chết cho chúng ta. Đó cũng là lý lẽ của con tim của Chúa Giê-xu. Có thể những người mang lý lẽ này sẽ không cần lý trí nữa, và có thể họ trở thành như điên dại chỉ vì yêu thương. Tuần lễ này chúng ta bước vào
con đường khổ nạn của Chúa Giêsu. Xin hãy chấp nhận trong đời sống gia đình, người chồng, người vợ, hãy chấp nhận một chút điên rồ vì yêu thương. Người cha, người mẹ, hãy chấp nhận những hy sinh như trẻ đi vậy vì con cái. Đó mới là sự thật, hình ảnh đẹp nhất của tình yêu. Mà cái câu chuyện bằng tiếng Anh nó nói lên là loài người đã thấy một Thiên Chúa dám chết cho con người vì đã mang thân phận con người. Tất cả những nhà cách mạng lếu láo trên thế giới đều nói miệng thôi, không ai dám chết. Cả Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, không ai dám chết ế cho dân, mà chỉ có nói miệng mà thôi. Riêng ông Giêsu không làm cách mạng, nhưng ông đã chết thật, không ai chối cãi được tình yêu của ông khi ông bị treo trên thập giá. Vậy chúng ta cũng học theo gương Chúa Giêsu để sống tình yêu một cách điên rồ hơn.